2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter, jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề về hình học lớp 7. Và chúng ta đang ở nội dung liên quan đến chứng minh tam giác đồng dạng, chứng minh tam giác bằng nhau với trường hợp log cạnh góc. Và bài ngày hôm trước thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn cái bài tập liên quan đến đường trung bình với góc nhìn cao hơn, hoặc với góc nhìn lớp 7 thì các bạn, sau khi các bạn đã chứng minh xong định lý này ở các bài trước thì các bạn cũng có thể sử dụng, đúng không? Thì nếu bạn nào ghi nhớ được, chúng ta dùng được thì nó sẽ rất nhanh. Đối với những bài tập nâng cao thì các bạn dùng thoải mái đi, thầy cô các bạn chắc là cũng không ý kiến gì đâu. Còn đối với chương trình cơ bản thì có lẽ là chúng ta cứ tư duy một cách bình thường, từ từ. Rồi lên lớp 8 rồi các bạn học sau cũng được, không vấn đề, đúng không nào? Thì bài ngày hôm nay của chúng ta là bài số 3. Bài này ý tưởng của mình cũng không phải là đường trung bình lắm, nhưng cũng được khai thác từ đường trung bình. Nếu nhìn theo con mắt của đường trung bình thì giải nó cũng nhanh hơn một chút. Nhưng nếu nhìn với con mắt của lớp 7 thì cũng tương đối là phức tạp và dài dòng. Theo mình nghĩ là như vậy. Bài số 3 có nội dung như sau là cho tam giác ABC, đường thẳng qua A song song với BC, cắt đường thẳng qua C song song với AD, AB ở D, gọi M là giao điểm của BD và AC. Câu A chứng minh hai tam giác bằng nhau, câu B chứng minh trung điểm và câu C cũng là chứng minh trung điểm. Thế thì mình cũng đã chuẩn bị cho các bạn hình vẽ. Các bạn phải tự vẽ hình trước. Nếu không tự vẽ hình trước thì nó cũng sẽ rất là khó khăn trong việc trình bày thôi, đúng không? Ở câu A là chứng minh tam giác ABC bằng tam giác CDA thì mình cũng sẽ có sơ đồ trước. Tam giác ABC bằng với tam giác CDA. Thì bây giờ mình sẽ suy ra là hai tam giác này sẽ có những yếu tố nào bằng nhau. Yếu tố thứ nhất là AC chung là cái các bạn nhìn dễ thấy nhất, đúng không? Yếu tố thứ hai thì các bạn nhìn về yếu tố song song thì góc A sẽ bằng góc C và góc A bên này sẽ bằng góc C này. So lên những cái mô hình liên quan đến hình bình hành như thế này thì các bạn cần phải thuộc, được chưa nào? Bởi vì nếu không thuộc thì cũng rất là căng thẳng, đúng không? Có lẽ là mình sẽ sử dụng ký hiệu A1, A2, C1, C2 đi. Thì góc A1 bằng góc C2. Mình nhìn ý tưởng trước, bởi vì nó dễ mà. Đây phải là A2 chứ. A2 bằng với C1, đúng không? Rồi, như vậy là hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc, được chưa nào? Ổn chưa? Nhưng mới ổn rồi. Câu 3 đã xong. Có lẽ là chúng ta sẽ trình bày câu 3 trước, sau đó thì chúng mình sẽ chuyển sang câu B. Đúng. Lời giải. Xét tam giác ABC và tam giác CDA. Đương nhiên thì nhiều thầy cô của các bạn sẽ không cho phép trình bày gộp thế này đâu. Các bạn biết vì sao? Ví dụ như góc A1 là BAC bằng với góc gì? A1 bằng với C2 đúng không? DCA. Thì lý do ở đây là hai góc xoay lê trong, nhưng vì A1 thì sẽ là AB song song với CD, đúng chưa? Nhiều thầy cô cũng không cho trình bày gộp như thế này, bởi vì như vậy là nó sẽ quá tắt. Nhưng ở những bài tập nâng cao và khai thác để tiết kiệm thời gian thì mình cũng không đi quá là chi tiết, bởi vì mình cũng làm đến tận rồi. Không nhầm thì cũng phải tầm được 40-50 bài, đúng không? 40-50 bài, hơn 40-50 bài chứ. Nên là có cơ hội thì mình sẽ làm chi tiết thôi, đúng không? Tiếp theo là góc BCA bằng với góc DAC. Ở đây cũng là so le trong rồi các bạn, nhưng mà yếu tố là AB song song với CD. Đấy. Từ đây sẽ suy ra là tam giác ABC bằng với tam giác CDA. Đấy, các bạn lưu ý này. Thông thường ấy thì các thầy cô các bạn yêu cầu là vế trái của tam giác ABC, vế phải của tam giác CDA. Nhiều lúc mình hay viết lẫn lộn. Các bạn comment là như vậy, nhưng mà cũng được. Không thì cũng không vấn đề gì cả, đúng không? Thế thì sau khi đã chứng minh hai tam giác bằng nhau xong thì các bạn lưu ý này. Từ hai tam giác bằng nhau mình có thể suy ra được ba yếu tố bằng nhau nữa. Ví dụ ở đây là AB bằng CD. Tiếp theo nữa là gì? Là BC bằng AD. Các bạn nhớ hai tam giác bằng nhau thì có 6 yếu tố, mình dùng 3 yếu tố rồi, mình còn 3 yếu tố nữa. Và cuối cùng là góc B to và góc D to, đúng không? Các bạn luôn phải tâm niệm trong đầu mình là còn 3 yếu tố nữa chưa sử dụng. Để làm gì? Để câu B có thể nó sẽ dùng được. Nhiều bạn thì lại không tâm niệm được điều đấy. Thế thì khi làm sang câu B thì chúng ta hay quên mất là mình có thể sử dụng yếu tố từ câu A, hoặc là có thể sử dụng yếu tố đã được chứng minh. Đấy, cực kỳ có lợi luôn các bạn. Câu B mình gạch chân nhé, cho nó đẹp.
trình bày những cái gì phải cẩn thận đúng không? Bây giờ câu B thì chứng minh cái gì? Chứng minh M là trung điểm của AC. M là trung điểm của AC. Câu này thì vẽ phải set hai tam giác bằng nhau rồi, đúng không? Mình đặt vào hai tam giác bằng nhau thôi. MA bằng MC đúng không? MA bằng MC. Thì các bạn muốn đặt vào hai tam giác nào? MA bằng MC thì có hai cặp, ví dụ như số nhé, 1, 2, 3, 4 đi. Đấy, thế thì 1, 3 hoặc 2, 4 đúng không? 1, 3 hoặc 2, 4. Thì trong trường hợp này mình sẽ dùng đồng hồ cát, trông giống hình đồng hồ cát là 2, 4 nhé. Hai cái tam giác mình giống như này, được chưa nào? Được. Thì MA bằng MC thì sẽ là tam giác MAD bằng với tam giác MCB. Ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất có lẽ là chúng ta sẽ sử dụng góc A2 và góc C1 đi. Đấy. Yếu tố thứ hai các bạn có thể dùng cạnh luôn. AD bằng BC. Thì mình có thể đổi màu ấy, AD bằng BC. Thì sao mình lại dùng AD BC? Bởi vì ở trên mình đã có AD bằng BC. AB. AB bằng CD và AD bằng BC. Đấy, AD bằng BC. Đúng không? Đấy. Yếu tố thứ ba là góc đi. Mình dùng góc D bằng góc B. Được không? Góc D1 bằng B1 đi. Cho các bạn dễ nhìn. Được chưa nào? Thì hai tam giác này cũng bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Ok chưa? Rồi, vậy suy ra là trung điểm không? Vậy là xong. Thế thì theo câu A, mình sẽ trình bày nhé. Theo câu A, cách ra một tí. Theo câu A, có tam giác ABC bằng tam giác CDA. Thế nên mình sẽ suy ra được rằng là AD bằng với BC. Đây là hai cạnh tương ứng rồi. Đúng không nào? Tiếp theo là chúng ta sẽ xét hai tam giác bằng nhau. MAD và tam giác MCB. Đấy. Có. Yếu tố thứ nhất là A2. A2 là DAC bằng với góc này. BCA. Theo trường hợp lý do vì sao nhỉ? So lay trong là AD song song với BC. Yếu tố thứ hai AD bằng BC đây là chứng minh trên. Và yếu tố thứ ba là góc. Góc D1 là góc ADM này, ADM và CBM đúng không? ADM bằng với góc CBM. So lay trong và cũng AD song song với BC. Được. Từ đây mình sẽ suy ra được hai tam giác bằng nhau là MAD bằng với tam giác MCB. Theo trường hợp gì nhỉ? Góc cạnh góc. Sau đó từ đây mình sẽ suy ra được là MA bằng MC. Mình cũng không biết là mình có cần dùng đến MB bằng MD không. Nhưng các bạn nhớ rằng là luôn tâm niệm một điều là từ hai tam giác bằng nhau thì mình có thể suy ra được các cặp cạnh và các cặp góc tương ứng còn lại bằng nhau, đúng không? Ở đây có thể là MB bằng MD có thể dùng sau này. Thôi mình cứ ghi ra cũng được. Mình không biết là có dùng hay không. Thôi mình cứ ghi ra nhé. Câu B. Câu B thì câu C. Câu B xong rồi đúng không? À đây, quên. Từ đây mình sẽ suy ra là M là trung điểm của AC và BD rồi. Được. Tiện bằng 2. Rồi. Thế thì câu C thì qua D kẻ đường thẳng. Qua đường thẳng D qua M cắt AD và BC. D. Qua M cắt AD và BC. Và Y và K chứng minh M là trung điểm của IK. À. Mình vẽ nhầm rồi. Đau thế nhỉ. Tại sao mình lại nói là mình vẽ nhầm? Úi dồi, vừa đập con muỗi các bạn. Mình lại vẽ thành song song với cắt AD IK. Mình lại vẽ trường hợp đặc biệt các bạn. Mình lại vẽ trường hợp đặc biệt, thế nên là mình phải mất một chút thời gian mình sửa lại. Nói chung là cũng không mất nhiều thời gian đâu. Xong rồi đây. Vẽ hình này. Thao tác của mình vẽ thì cũng nhanh thôi. AB là Y. Còn là K. Đương nhiên là các bạn không nhìn thấy mình thao tác. Thôi không sao. Không vấn đề gì. Đúng không? Đây. Mình đã vẽ xong. Đường thẳng D qua M cắt AD, BC là Y và K. Đấy. Và chứng minh rằng M là trung điểm IK. Mình sẽ cùng các bạn định hướng. M là trung điểm của IK thì chứng minh là MI bằng MK đúng không? Bây giờ mình sẽ đặt vào hai tam giác bằng nhau. Thế thì bài tập này thì liên quan đến đường trung bình thì
sao lại liên quan đến đường trung bình nhỉ? Có lẽ là nó rơi vào trường hợp góc cạnh góc nhiều hơn chứ không phải liên quan đến đường trung bình. Có lẽ là mình thả nhầm chuồng rồi các bạn. Thôi không sao cả, bây giờ mình sẽ chứng minh hai tam giác bằng nhau theo các bạn hai tam giác nào. Thì bây giờ là các bạn hình dung như này, mình đặt vào tam giác này, đó, tam giác này là MAI, tam giác MAI và tam giác MCK. Đấy, ba yếu tố các bạn là MA bằng MC là thứ nhất này, đúng không? Yếu tố thứ hai là các bạn có được, bởi vì đây là đang là trường hợp góc cạnh góc mà, các bạn để ý là cái góc A cả góc C này vẫn bằng nhau. Đây mình đổi màu cho các bạn nhìn. Sau này đấy, và yếu tố thứ ba là cái góc M này đối đỉnh. Đấy, hai tam giác này bằng nhau thôi. Thì có lẽ phải chăng ở đây sẽ là rất nhiều yếu tố trung điểm, rất nhiều yếu tố trung điểm, nhưng mà nó lại không thuộc mô hình đường trung bình. Mình hơi tiếc là mình thả nhầm chuồng cái bài này. Thật sự EM bằng KCM, đó, yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là M đối đỉnh thôi. Đó. Hơi tiếc nhỉ, nghĩa bài này không thể thả ở đây được. Mình chuẩn bị bài 40 năm thì chắc chắn là có liên quan đến đường trung bình hoặc là ý tưởng liên quan đến đường trung bình. Chứ không thể lệch lạc như này được, đúng không? Ok, thôi, đằng nào thì cũng sai rồi thì cũng phải trình bày nốt thôi, đúng không? Xét tam giác MAI và tam giác MCK. Có. Yếu tố thứ nhất các bạn có được là MA bằng MC chứng minh trên. Đấy, chứng minh trên. Yếu tố thứ hai là góc IAM bằng với góc KCM. Và lý do là hai góc tương ứng. À nhầm, sorry các bạn. IAM thì sẽ là so le trong của AD song song với BC, đúng không? Yếu tố thứ ba, đáng nghĩa là mình sẽ phải viết theo đúng thứ tự góc cạnh góc. Như thế thì hay hơn, đúng không? Hai góc này đối đỉnh, hai góc M đối đỉnh. Ô, IMA chứ. Rồi, mình có lẽ là nên cắt cái cậu này ra để cho các bạn thấy rõ được nó là hai góc đối đỉnh. Đấy. Từ đây mình sẽ suy ra được tam giác MAI bằng với tam giác MCK, gọi là góc cạnh góc, đúng không? Từ đây mình sẽ suy ra được MI và MK, hai cạnh tương ứng. Đó, xong rồi từ đây mình sẽ suy ra được rằng là MI và MK hai cạnh tương ứng rồi, ok. Từ đây mình sẽ suy ra được rằng M là trung điểm của IK. Rồi, hết bài các bạn. Thế thì có lẽ là ý tưởng của mình ở đây là khai thác về vấn đề trung điểm. Có rất nhiều trung điểm, có thể chứng minh được trung điểm. Và có một cái lưu ý như thế này này các bạn này. Đối với cái hình bình hành ABCD này, chú ý nhé. Đối với cái hình bình hành ABCD, bình hành ABCD như thế này, thì có ví dụ M là giao điểm hai điểm chéo, thì đường thẳng đi qua giao điểm hai điểm chéo, đúng không? M là giao điểm hai đường chéo, thì đường thẳng qua M đấy, cắt hai cạnh đối diện, thì luôn nhận M là tâm đối xứng. Đấy, tính chất rất là hay. Đường thẳng qua M nhé. Đấy, cắt hai cạnh đối diện thì cái điểm M sẽ là tâm đối xứng. Đấy, tâm đối xứng. Các bạn thấy thế nào? Ừ, điểm M thì hình bình hành nhận M là tâm đối xứng. Cái này thì cũng được học rồi. Các bạn biết về tâm đối xứng rồi. Hình bình hành thì có giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng, đúng không? Ok, thế thì bài ngày hôm nay kết thúc ở đây. Các bạn về chuẩn bị trước cho mình bài số 4 nhé. Bài số 4 sẽ dùng ý tưởng của đường trung bình thôi. Ý tưởng thôi, chứ còn cũng không phải giống hệt. Cũng tương đối hay và khó đấy. Được chưa nào? Ok, bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Bye bye.